Dạ, xin chào cả quý anh chị mình quay trở lại kênh ha. Thì hôm nay là cũng chúc anh chị mình một ngày chủ nhật cuối tuần nhiều sức khỏe. Trong hôm nay thì cũng giới thiệu anh chị mình ít cái hàng mà giống cho Tết nha anh chị. Đầu tiên hôm nay mã số 91 này cũng lên tới anh chị mình một cây. Cái này thì siêu bông mình lợi ha quý anh chị, siêu bông mình lợi nha. Hàng cũ đế nôm rất là đẹp cho anh chị mình luôn. Cây này thì con ghép nó được 3 bo, cành nhánh thì nó có đều rồi nè. Nếu mà có anh chị mình ai mà thích mà về mình chích làm nụ luôn á, có anh chị mình cắt phân vô luôn nha. Các phân vô đây để của anh chị mình chích dưỡng nụ vô là mình chơi Tết được nha. Này loại này thì dạng nhỏ gọn để bàn thôi nha các anh chị, chứ nó không có được bự không ha. Đây, cây hàng đế nôm lớn nha các anh chị. Rồi hoành của anh chị mình xem, hoành cây này 11. Chiều cao 52. Tán này là khoảng 45 nha các anh chị, hơn 45. Trừ cho anh chị mình cái chót này luôn nha, bỏ cái tới đây luôn mà có anh chị mình cắt phân luôn vô cũng còn 45 ha. Cây này cũ đế đẹp, giá là 280 rồi ship của anh chị mình luôn nha. Một cây số bông mình lại mã số 91. Và cây kế tiếp mã 92 là lên cây dảo Phúc Tân, hàng ghép 5 mùa chậu 2 tấc rưỡi, cây rất là lớn nha của anh chị. Tàn nhánh bùm sùm sùm xê, đã ôm đủ nụ luôn rồi. Mấy cái nhánh ở ngoài nó ôm nụ là ở mé trong á, nó ôm từ trong ra nha anh chị. Ở ngoài là con đã cắt phân chỉnh tàn hết trơn rồi nha. Cây thì nó củ đế bự nha của anh chị, dạng gốc nhớt nha, ghép nhớt gốc nhớt mà của anh chị mình nuôi được 5 mùa thì nó bự quá trời bự vậy luôn á, một thân một cốt nha anh chị. Đây nó bỏ nhánh đều luôn, lên thông số luôn ha. Chiều cao cây này là khoảng 68 ha, chiều cao 68. Tán ngang cây này là 60 nè của anh chị, tán ngang là 60 ha, cao 68, tán 60. Cây này giá là 350 ship của anh chị mình nha, 350k cho một cây mai dảo Phúc Tân ha. Đây mai số 92. Và cây kế tiếp mã 93 này là con lên một cây bạch mai miếng điện ha. Để cho anh chị mình thấy hàng tàn nhánh đã sửa rồi, củ đế này cũng khá nha anh chị, kiểu đế bàn ha, đế bàn ghép 4 bo. Cây này hoành được khoảng gần 14. Chiều cao là 40 nha anh chị, tại này là con lắc giáng long, con nhấn xuống thì cao 40. Tán ngang cũng 40 luôn. Cây ghép 4 bo tàn nhánh đều. Đấy, một cây bạch mai miếng điện này mã số 93, cái này giá là 400 bao ship của anh chị mình ha. Và cây tới kế tiếp mã số 44 này là một cây mai nhị ngọc toàn nha anh chị. Cây hàng ghép 4 bo tai cành đều. Cái này là con chưa cắt bo xả nha anh chị. Về của anh chị mình có thể là một là mình cắt lấy bo mình ghép ở trên đây nè, còn mấy cái chót này của anh chị mình cắt ghép bình thường, xỉa ra nếu mà lấy được cũng khoảng chừng 20 bo á, rồi của anh chị mình để mình chăm mình chơi Tết luôn cũng ngon nha. Chứ mình cắt nhiều, mình muốn cắt sát luôn thì mình cắt được nhiều bo, nhưng mà có cái của anh chị mình cắt bo xong mình dưỡng lại qua năm chơi, chứ cái này hoành khoảng được 11 nè. Mã số 94 ha, chiều cao 44, tính 40 đi, tán cây này là được 33, tính 30 đi ha. Rồi cây silver ở lộn, cây này cây mai nhị ngọc toàn nha anh chị, cây này thì giá là 220 ship ha. Và cây kế tiếp mà 95 95 này là con lên của anh chị mình cây cúc lá rí ha, cúc lá rí. Cây này thì chậu hàng đế bệ nha anh chị, đế bệ gốc hoành nó khá là to luôn. Lên của anh chị mình xem cây này ghép 4 bo ha, tàn nhánh bùm sùm sùm xê, cúc lá rí. Đo thông số chiều hoành cho anh chị xem. Cây này hoành 14. Chiều cao 40. Tán ngang cây này là được hơn 30, tính 30 đi nha cô anh chị. Rồi cây cúc lá rí này chắc là 300k ha, 300k bao ship của anh chị mình mà ha. Mã số 95 cúc lá rí. Và cây kế tiếp mã số 96. Cái này cây kim ngân lượng nha cô anh chị. Kim ngân lượng hàng đế nôm đẹp ha. 96 kim ngân lượng, đo hoành của anh chị mình xem. Cái này hoành được 10 nè. Nói chung mấy cây mà đế nó bự thường thì hoành nó không có được to không hả anh chị, trung thôi. Cao 35. Tán ngang thì cũng được 30 á. Rồi cái này giá là 280 bao ship của anh chị mình luôn ha, 96 kim ngân lượng. Qua mã 97 nha anh chị. Cái này là con lên của anh chị mình cái dảo đồng tiền nữa ha, dảo đồng tiền đọt đỏ nha các anh chị.
Loại này đọt đỏ cánh tròn của Bình Định ha. Thì giống thì nó xuất xứ Bình Định thôi. Đó cho anh chị mình thấy gốc rất là to luôn nha. Cây này chậu 2,5 nha anh chị. Tàn thì còn ghép 1, 2, 3, 4 bo nha. 4 bo. 9, 7 gốc rất là to. Anh chị mình xem nè ha. Hoành 16. Chiều cao 45. Rồi một cái giáo đồng tiền đọt đỏ Bình Định ha. Cây này thì giá là 450 rồi ship của anh chị mình luôn. Cây hoành rất là to, hoành tới 16 rồi anh chị, gốc bự chà bá lửa nha anh chị. Và cây kế tiếp là mã 98, cây này là con lên của anh chị mình một cây cúc hoa hồng thanh tú ha. Cái loại này thì hàng gốc nhớt hai mùa quấn đế nha anh chị, tàn nhánh rất là rộng, rất là đều luôn cho anh chị mình thấy đây. Đây là cúc hoa hồng ha. Lên thông số của anh chị mình xem luôn, tại tàn nhánh thì con chỉnh nó ra tròn dành hết trơn rồi nha con chị. Có cây mà con còn thả thì chưa có sửa, máy này sửa rồi nha. Chiều cao là 47. Tán ngang khoảng gần 50 của anh chị, khoảng 50 á. Bỏ cái ngọn đi cũng còn 50 luôn nha. Cây này là cao thì nó chưa được 50, tán 50 rồi, nụ kim nó cũng bị ôm khá là nhiều rồi. Cây này giá 150 rồi ship của anh chị mình luôn ha. Mà một cái cúc hoa hồng thanh tú. Và cây kế tiếp là mã số 99. 99 này là con lên cây cúc không nhị hoàng quyết long nè. Hàng gốc nhớt mini quấn rất đẹp luôn. Giống như quấn hình thú mini vậy ha các anh chị. Đây cho anh chị mình thấy ha. À, tay cành nè. Đấy, thân lắc nó cũng tương đối ok, ôm nụ thì nó cũng nhiều nè. Các anh chị mình thấy nè, mỗi khúc mỗi nụ, mỗi khúc mỗi nụ luôn. Cái này cúc không nhụy nha, không nhụy hoàng quyết long. Hay quay vòng cho anh chị mình xem trước ha. Mấy cây này là con ghép nó liền đầu liền cốt hết trơn nha các anh chị. Về chơi Tết Vivo thôi, chiều cao là 50. Tán ngang chưa yếu 30 tí xíu. Tại vì cúc không nhụy thì cành nó cục hơn mấy loại khác nha, mà số 99. Cây này thì giá là 150 nha các anh chị. 150 bao ship của anh chị mình luôn. Và cây cuối cùng mã số 100. Cái này là con lên cho anh chị mình một cây dảo Tuấn Ngọc ha. Dảo Tuấn Ngọc. Dảo Tuấn Ngọc bây giờ là con còn có cây hai cây thôi, chưa có ghép lại lô mới nha anh chị. Gần Tết thì mấy bữa nay lo sửa mai Tết thôi anh chị. Nên chưa có ghép mới dảo Tuấn Ngọc. Cây này tàn nhánh thì nó bự, nó đều nha. Có cái gốc nó thì không được bự hung thôi. Chiều cao khoảng 50 của anh chị. Tán ngang được 40. Rồi cây dảo Tuấn Ngọc. Cây này giá cũng 150 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây mã số cuối cùng, mã số 100. Còn mà ngoài mấy cái loại này thì con có cúc cam, mà đó là cúc cam đó. Cúc cam cũng vậy luôn ha. Cúc cam, cúc vàng phúc và nhiều loại khác nữa nha anh chị. Thì giá nó dao động là từ 130 cho tới 150 là ship của anh chị mình luôn nha. Đây, thì có anh chị mình xem được loại nào ưng ý mình có thể là liên hệ đặt hàng, gọi qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được ha. Nhưng mà có anh chị mình có lướt ngang kênh thì có thể là cho con một lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có những ý kiến khác mình thấy comment phía bên dưới và tìm giống mai mới gì đó ha, và nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con đều được luôn, và nhắn vào chuông thông báo để nhận được cái thông báo video mới nhất ha. Ngoài mấy cái loại này thì giống thì nó tá lả hết, thọ hương rồi hồng lộc hoa hồng gì rất là nhiều nha. Cuối cùng là chú anh chị mình ngày chủ nhật nhiều sức khỏe, là quý anh chị thông giao sau nha. Xin chào ạ.